giờ nó cũng bán lại mười mấy ngàn cái vậy. Vậy hả? Vậy có ưm không? Ừ, mua ai cũng mua vậy đâu không á. Vậy hả? Được, có rồi, bẻ cho. Cái gì nữa? Mày có đưa lên mạng không? Được. Ủa vô đó nó bốc cho mình hả ta? À. Rồi mình phải xuống. Mình cứ này 60 không? Ừ. Mình cứ là máy đi, một đòn nó vô dễ làm hơn. Có đại đây nha Long. Đây được rồi. Bỏ này được rồi đúng không? Bỏ đây mày đổ cát. Mày đổ cát đâu ta? Đổ cát từ góc đó, ngay cover đi. Xe cát nó ngắn hơn. À. Cái xe này dài quá à, đâu nghe được. Không ôm nổi. Ừ. Vậy chứ? 14 này, 16 này, 56 này. Như nhà mình ở đây này. Nó nói như nhà mình ở đây có một mình gia đình không thôi.
thì làm vân tay và làm thẻ thì rất hay. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Nhưng mà nhà của tao á, bây giờ là nó còn nguyên cái phòng trọ. À, phức tạp. Nguyên phòng trọ cho nên làm vân tay á, là mình sau này mình phải xóa, cho nên tao bỏ cái chức năng làm vân tay. Có, yeah, yeah. Hết chức năng nó có hết. À. Yeah. Nhưng bỏ chức năng làm vân tay, bỏ có thẻ nhưng ví dụ ai ra thì cho người ta mượn thẻ, cứ đi ra về thế là mình phải thu lại thẻ. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Và phải có điện. Nếu như bây giờ ví dụ như ban ngày mở, không cần dùng nữa thì cúp điện. À. Thì à. Ra mở ra vào tùy do. À. Nhưng mà anh đã khóa đóng điện rồi thì không có vân tay, không có thẻ, không có chìa khóa, không bao giờ vào được. Nhưng mà bây giờ nó phức tạp lắm mày ơi. À, dạ. Hiện đại phức tạp lắm. Ừ, hiện đại phức tạp. Bây giờ làm gì đây mà mua cái này đây? Làm cổng giống chú nè. À, làm cổng á. Thấy chú làm lắp trước là. Không, người làm nhà làm cổng cái này răng lắm sát thế. Xây nhà thì xây phòng trọ xây gì á, xây nhà. Cổng. Hả? Cổng với lại bức tường. Tường cần chứ cổng chứ mà cần lắm sát. Đây làm quán cà phê. À đây là quán cà phê. Dạ, chú. Chú có mở cà phê chú qua miễn phí nha. Hả? Miễn phí trọn đời. Mày có nói có thật không đây? Dạ, có mà làm quán cà phê chú qua đây miễn phí trọn đời. Tao mà sang cái như là này nhiêu sắt nữa không? 65 cây. Cái này nó làm sẵn cho mình khỏe lắm ha. Ừ. Hồi xưa ở làm này thấy bà luôn đúng không? Giờ làm sẵn. Ừ. 65 cây đủ không? Đủ rồi hả? Đủ từ đây rồi đó thôi. Cách xa 2 mét. Chiều nay mà thấy vợ tôi về tôi biết chốt đầu nữa. Anh cũng coi chừng luôn, thiếu người làm luôn. Không có vợ em kìa. Ủa em làm ở nhà kia nó cũng mới tét một. Có người nó tét nó mới cho mình làm. Đúng rồi. Nó sợ. Mà người nào bị anh ơi, cái này anh đuổi xuống mũi là anh bị từ đâu dịch vậy? Em đâu bị gì đâu.
dễ phun nước, dễ phun nước. Bỏ đi. Đặt đó. Hết rồi, hết rồi.